ngọn đảo kẻ của thiên sinh. À, mình vừa thấy ma ta một cái thứ thế gì ấy. Mà ra mua đỏ thay đỏ chết cơ. Xem. Wow, cái son gì mà nó đen xì như thế này. Chắc không sao đâu. Có sao đánh rồi. Chia cho em nhưng chị quên mất. Này, nhớ đi, nhớ đi, nhớ đi. Là cái gì, là cái gì? Trời ơi. Ây, thôi. Nhanh đến ba đang đợi ở ngoài đưa chị xem nào. Trời ơi, đen hết miệng rồi. Chị đau đâu. Em có biết không, cái này là mới bán đây lên là. Chị mới mua về. Trời ơi, đây này, cái thỏi son kia cơ mà. Để chị xem nào. Chị đen xin cái mồm. Em xem này. Sạch rồi, đây. Đó là cái thỏi son này chị đi đánh chứ. Đánh một chút nhá. Rồi hôm nay cuối tuần nên là chúng ta sẽ đi chơi một tí à. Rồi, à, bố mẹ. Trẻ con chỉ đánh một chút thôi. Đây chị xem nào. Trời ơi. Em vui. Em vui đi đánh son sukuna. Son để ăn. Rồi, nào bố mẹ. Đây, xem nào. Xin chơi chưa, đỏ chơi được chết chưa, đỏ chơi được chết chưa. Hay hay là chị đánh son này nhá. Để chị đánh cái này nhá. Nhá. Nó đi lại nhá. Nó. Anh chơi gì nữa mà. Thôi, nghe, ba đợi ở ngoài đấy. Đi. Chờ em một tí em. Hai đứa ơi, xong chưa? Chờ lâu quá. Hai đứa ơi. Ba, một con đi đây ạ. Nhanh lên, chờ lâu quá. Hai cô con gái mà suốt ngày ngắm vuốt. Ba này, bọn con là con gái mà ba. Con là con gái á thì bọn con đi đâu chợ sinh. Ba nhìn hôm nay hai chị em con sinh chưa? Sinh rồi, xong rồi đi thôi. Ba. Bảo xem. Yeah. Em su. Chị kể cho ba nghe chứ, chị kể cho ba nghe. Thôi đi thôi, nhanh. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.